nó cái phần này nè bà, cái phần này là thịt không nha mọi người luôn, nó mập lắm luôn á. Đó, mình quyết định mình nướng kiểu này nha mọi người, mình không có không không có đánh dãy nó, làm dãy nó ra nha bạn, để mình lột cái phần da của nó ra bạn. Đó. Mà có cái lửa không à, hôm nay trời gió mọi người, nhúng lửa nó hơi khó mà. Vàng nó mới vừa ấy thôi mà.